sẽ bị bịt mắt. Vâng, và trong lúc này bạn gái sẽ là người kẹp bạn gái sẽ là người kẹp một bình ti. Vâng, bạn gái sẽ cầm một bình ti ở nách. Và bạn trai có nhiệm vụ các bạn đã bị bịt mắt và trong một đoạn nhạc các bạn sẽ phải tìm đến ti. Chúng ta cùng ti đúng không ạ? Các bạn hiểu ý chưa? Xin mời các bạn gái vào vị trí và xin mời Mr. Đức cùng anh em buộc tay bạn gái lại ạ. Cho tay lại sau ạ. Xin lỗi ạ. Buộc chặt ạ. Bạn gái ạ, bạn gái. No, I'm good, 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 good. Yes. Bạn trai thì bị mắt và còn bạn xin mời các đôi quay mặt vào nhau để các bạn tự căn mình, tự căn chỉnh khoảng cách giữa hai đứa đấy ạ. Đổi người là được luôn ạ, đổi luôn. Xin mời hóc cơn nhanh chân lên. Nó thế hóa ra không phải người yêu à? Thế là bộ phận an ninh đứng lên. Chơi vui không có gì xấu hổ, chúng ta có làm gì nhau đâu, chúng ta chỉ bú ti thôi mà. Chúng ta chỉ bú ti nhau thôi mà, nó làm gì đâu đúng không ạ? Bạn trai, các bạn sờ nhau đi, các bạn gái trai sờ bạn gái để ước lượng khoảng cách đi. Xong chưa? Xong chưa? Nhanh nhanh nhanh, khẩn trương cho thời gian của chúng tôi có rất nhiều tiết mục hay hơn nữa. Vâng. Chúng ta vào vị trí. Bạn gió các bạn nhìn gió bạn gái sờ bạn gái đi để biết được khoảng cách chưa? Các bạn thân mến, là chúng tôi sẽ kẹp bình ti ở bên tay trái của bạn gái và các bạn sẽ phải lùi lại 3 bước. Các bạn tự nhẩm cho mình 3 bước chân đúng không ạ? Và khi nào trong một đoạn nhạc, chúng tôi chỉ có một đoạn nhạc thôi. Và bây giờ xin mời các bạn trai xác định 3 bước lùi ạ. Bắt đầu! 1, 2, 3. Chúng ta lại lùi và lùi đi ạ. Bắt đầu bình ti vào vị trí ạ. Các bạn gái cố gắng giữ hộ bình tĩnh. Giữ chặt rồi nha. Ở dưới đã sẵn sàng cho game show rồi chưa? Và bây giờ xin mời các bạn làm ban giám khảo cho chúng tôi. Nhạc bắt đầu! Sao chúng tôi đã để lại những tín đồ cho các bạn đến đây. Chúng tôi lần nữa dành một
Come on. Xin cảm ơn các anh các chị các bạn đã tham gia chương trình ngày hôm sau. Và bây giờ cũng phải chờ đợi em.